Dạ chào sư, con thấy là cho con hỏi là con thấy ở Thái Lan họ thờ chư thiên thần voi Ganesha, bà ngoắt thần Shiva, tổ thần Lê Si, như vậy có đúng chánh pháp không, và các vị đó có được thực sự nhận sự thờ lạy của con người không? Thì thưa với quý vị đó, nó cũng giống như là cái phong tục gọi là thờ thần tài thổ địa ở Việt Nam thôi. Bây giờ đó, mỗi một quốc gia họ có một, bên cạnh cái niềm tin Phật giáo, họ còn có cái truyền thống tín ngưỡng dân gian. Và bây giờ chúng ta không thể nào mà chúng ta nhảy vào rồi chúng ta cứ nói họ là cái này sai, cái kia sai. Bây giờ mà sư kêu quý vị là thờ thần tài thổ địa là vô ích, đừng có thờ, rồi quý vị sẽ phản ứng như thế nào? Thiên hạ sẽ phản ứng như thế nào? Có những cái như vậy đó, chúng ta biết rồi chúng ta để bụng vậy thôi. Cái quan trọng mình biết cái gì là chánh pháp, cái gì không phải là chánh pháp. Bên cạnh đó đó, còn một điều nữa là như thế này, là ngay cả vào vào thời Đức Phật ấy, thì cũng có những trường hợp người cư sĩ tại gia có thờ những cái loài dạ xoa, rồi những cái hàng địa cư thiên vẫn có thờ, và các vị đó vẫn là người Phật tử thuần thành bình thường, không gì hết. Cái quan trọng á là chúng ta biết đâu là nơi để chúng ta nương nhờ, chứ còn chúng ta nhầm lẫn đầu đuôi á, chúng ta xem những cái vị gọi là những cái vị địa cư thiên hoặc là những cái hàng phi nhân vân vân đó, và chúng ta xem đó là nơi nương nhờ á, là chúng ta đức tam quy. Chứ còn bây giờ như sư vừa ví dụ đó, bây giờ sư mà kêu quý vị là thôi dẹp bàn thờ thần tài thổ địa đi, thờ cái đó tầm bậy tầm bạ, quý vị sẽ thấy là người dân Việt Nam sẽ phản ứng như thế nào đó. Chúng ta nên có cái sự mềm dẻo ở trong cái vấn đề về niềm tin tín ngưỡng của dân gian. Và không biết vấn đề này sư Tuệ Tường có ý kiến gì hay không? Có nghĩa là khi á mà mình có cái sự, có cái niềm tin chân chánh vào ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, không? Mình có cái nền tảng giáo lý vững chắc, không? Thì mình tự tự mình sẽ hiểu, tự mình sẽ nhận thức được là cái việc mà thờ cúng của họ nè, của dân gian nè như thế nào, không? Mình đứng nghĩa là mình nhận thức á, mình nhận thức đó, nó là đúng hay là sai, không? Mình sẽ tự nhận thức được. Và cái thứ hai, bản thân mình cũng sẽ tự biết mình cư xử sao cho nó hợp lẽ, không? Và đúng nhất theo tinh thần là Phật dạy. Và cũng xin kết thúc cái phần trả lời ở đây. Bên cạnh đó đó thì sư cũng bổ sung một việc, đó là chúng ta nên tin vào nhân quả hơn là tin vào bùa chú. Sư á, thì sư không nói là bùa chú không có hiệu nghiệm nha. Bùa chú á, ở trong kinh tạng có nhắc tới, có nhiều bùa á, hiệu nghiệm ghê lắm. Nhưng điều quan trọng là gì? Cái chúng ta cần phải tin, cái chúng ta cần phải nương nhờ là nhân quả nghiệp báo, chứ không phải tin vào bùa chú. Bởi vì chúng ta tin vào nhân quả là con đường của chúng ta đi lên, còn chúng ta tin vào bùa chú con đường chúng ta đi xuống. Thì đó là một cái lời bổ sung của sư, và mong quý vị nhớ giùm sư cái điều này. Cho qua câu hỏi.